Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là biên tập viên Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, làm sao mà có thể tìm được map kiểu như là địa hình núi lửa này một cách dễ, với lại đảo bay, không quan thương nhân trên đảo bay. Thật sự thì mà mình thì mình cũng không có một cái phương pháp nào mà nó có thể dễ hơn, nhanh hơn được. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn các bạn ạ. Tức là chúng ta có thể lựa chọn rằng là khi mà chúng ta vừa xuất hiện tại map thì chúng ta sẽ thấy anh thương nhân ngay, hoặc là chúng ta chỉ đi khoảng tầm 1-2.000 ô là có thể gặp được map núi lửa ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn mà cách mà chúng ta có thể đến nhanh được những cái địa điểm như vậy ấy. Thì nó có một cái cách như sau các bạn. Và ok, trước khi đến với nội chính thì mong các bạn bỏ ra 3 giây để bấm like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và ok, let's go nào. Ok, cái phương pháp mà chúng ta có thể thấy được cái đảo bay cũng như là map núi lửa thì bằng cách nào? Thật ra thì sẽ không có một phương pháp nào cả các bạn ạ. Tại vì là địa hình map thì nó sẽ là ngẫu nhiên. Vậy thì dựa theo cái sự ngẫu nhiên của địa hình map đấy thì chúng ta có thể tìm được một con map phù hợp. Ví dụ như đây là cái con map, mình giới thiệu bạn một con map mà thì có thể thấy đảo bay ngay lập tức ha. Đấy, các bạn thấy rằng là ngay ở phía bên trên đầu mình thì nó đã có cái đảo bay rồi. Đây là cái con map mà mình đã từng chơi sinh tồn ở cái giai đoạn mà mới về Việt Nam. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái địa hình này ha, để có thể thấy ngay cả anh thương nhân cũng như là cái khu đảo bay này luôn. Thì một cách dễ dàng, đúng không? Bây giờ vừa mới vào game xong là các bạn này, phải không? Mới ngày 1 này, thời gian là 12 giờ này. Đấy, thì mình vào là mình thấy luôn. Thì đây là cái con map mà mình có thể tìm được đảo bay ha. Ok, thì mình còn một con map thứ hai nữa. Thì đây là mã UID map ha các bạn. Nâng cao này, U809B2II, các bạn có thể copy cái mã này, mã địa hình của mình này vào và sử dụng ha. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái mã địa hình thứ hai. Cái mã địa hình này là nó có là cái mã cốt hơi dài, thì tí mình sẽ vào mình cho bạn coi kỹ lại ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu này. Thì đây là một con map địa hình cũng có đảo bay thứ hai. Cái đảo bay này thì nó cũng gần các bạn. Từ từ để mình đi coi xem là nó nằm ở đâu ha. Tại vì do là cái tầm nhìn của mình nó hơi ngắn á, để mình bật lên ha. Đây là cái mã địa hình này thì nó hơi xa một tí, nhưng mà nó sẽ vẫn thấy cái đảo bay luôn. Và như các bạn cũng đã thấy thì ở phía xa xa kia thì mình có cái đền luôn. Đấy, thì nó cũng gần ở khu rừng thông này này. Khi mà chúng ta vừa xuất hiện thì chúng ta có luôn. Thì đây là một trong những cách mà mình có thể kiếm được cái khu đảo bay nhanh chóng ha, mà không cần phải tìm. Và thậm chí ở phía dưới thì nó có cả rừng trúc luôn các bạn ạ. Đây, nó có cả rừng trúc, bên cạnh là rừng thông, ở trên là đảo bay. Đây là một con map địa hình mà mình nghĩ rằng là khá là ưng ý cho những anh em nào mà thích sống ở khu vực rừng trúc ha. Và ok, thì đến với một cái mã địa hình thứ ba. Cái mã địa hình này thì nó có khoảng cách vị trí địa lý từ cái lúc mà chúng ta xuất phát đến cái khu vực núi lửa thì khá là gần các bạn ạ. Ở đây là khoảng tọa độ là -2200 với 1056, thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái khu núi lửa ha. Khoảng tầm chắc là khoảng tầm 2 cây thôi. Các bạn ơi, thì mình cũng đã thấy được cái khu núi lửa rồi đây. Nếu như mà các bạn để ý lúc nãy là tọa độ ban đầu của mình là bây giờ -2000 đúng không? Thì bây giờ là -4600, tức là mình đi khoảng tầm hơn 2000 cây, 2000 ô ha. Thì đây là một khoảng cách khá là gần nếu như mà các bạn đi tìm đảo bay so với những con map khác ha. Thật sự thì thường thì trung bình của một cái map núi lửa là khoảng 56.000. Mình nhớ không nhầm, tại vì mình mở rất là nhiều map và mình thấy rằng là đi là khoảng tầm 56.000 ô thôi. Chứ họ sẽ không bao giờ thiết kế những con map địa hình núi lửa mà nó ở ngay sát các bạn đâu. Thì đây là một trong những con map mà mình nghĩ rằng là tạo độ gần nhất rồi đấy. Là khoảng -2000 mà lên -4000. Đấy, thì khoảng cách khoảng tầm 2.000 cây thôi. Và có một điều nữa là cái con map này thì mình đi đâu đó loanh quanh thì mình thấy khoảng 3 cái núi lửa khá là gần nhau các bạn. Thì cũng là một trong những con map thích hợp cho các bạn đi đào sắt ha. Bởi vì ba cái núi lửa thì các bạn sẽ có khoảng rất là nhiều khối sắt đấy, tha hồ luôn. Ok, thì đây là cách mà mình có thể hình như mình chưa cho bạn coi mã code đúng không. Đây là cái mã code địa hình ha, ZKCMU5LZI8. Các bạn có thể sử dụng cái mã code này của mình ha để mở cái con map địa hình mà các bạn mong muốn. Thì đây là trong những cách mà mình dễ tìm nhất những cái khu núi lửa cũng như là khu đảo bay. Thay vì là mình cứ mở đại một con map cũng như là đấy mình đi tìm ngày này qua ngày nọ ha. Như vậy nó không có hay các bạn. Các bạn nên kiếm một con map nào đó và các bạn thử kiểm tra sẵn ha, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, đến với một con map thứ tư. Con map này thì chỉ cần ngước đầu lên là cũng thấy đảo bay rồi. Thì đây là một con map ở khu rừng đỏ ha. Anh em nào thích rừng đỏ thì có thể đến con map này. Đây là mã ID của nó là IX1MHX
EA7K. Các bạn có thể copy cái mã này ha. Đây thì mình sẽ ví dụ cho bạn cách mà chúng ta có thể tạo một con map có những cái mã code ha. Đầu tiên thì mình sẽ, tất nhiên là mình sẽ xóa con map này đi rồi, tại vì là mình mới tạo mà. Đây rồi, mình sẽ ấn tạo thế giới mới này. Các bạn ở bên chế độ mạo hiểm nhé, ấn vào chế độ ấn vào cái răng cưa này này. Đấy, ấn vào cái răng cưa ha. Ấn vào răng cưa chế độ mạo hiểm này, code địa hình là các bạn chỉ cần gõ cái mã địa hình mà lúc nãy mình đã gửi ấy. Đây, chỉ cần ấn bắt đầu là các bạn sẽ vào một map sinh tồn. Và các bạn thấy rằng là mình chỉ cần ngước lên trên thôi là mình thấy cái đảo bay rồi. Đấy, thì đây là một trong những con mã mà cũng khá là dễ cho cái việc mà các bạn tìm được khu đảo bay ha. Ơ nhưng mà tại sao ở trên kia nó có khối nước không rơi ta? Chỉ mất công lên một tí thôi, chứ vào game là thấy luôn đảo bay các bạn. Dễ không? Khá là dễ đúng không? Đấy, thì đây là bốn con mã mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Bạn nào mà thích muốn có đảo bay nhanh, muốn tìm được khu núi lửa nhanh thì có thể chơi những con mã mà mình chia sẻ với bạn ha. Đấy thì bạn nào có hứng thì có thể tham khảo. Còn các bạn nào có những cái mã nào hay thì hãy comment bên dưới để cho nhiều người họ cũng biết, họ có thể trải nghiệm thử ha. Và đó là những con map mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái nữa, đó chính là về skin ha. Thì như ở trước, lần trước thì mình có chia sẻ bạn về cái skin vô song 2 khá là lâu rồi đúng không? Bây giờ thì họ đã ra rồi. Thì mình cũng đã có vô song 1 và đây là vô song 2. Thật sự thì về so sánh thì vô song 2 nó sáng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Chúng ta sẽ kiểm tra nhìn qua về cái khuôn mặt biểu cảm. Thì hai bé này thì tự tự như nhau. Các bạn thấy rằng là con mắt thì nó cũng giống nhau, nhưng mà bé vô song 2 của chúng ta thì cái bím tóc nó to hơn, cũng như là cái đầu nó to hơn ha. Với lại cái tông màu của nó là sáng rất là nhiều, còn tông màu của vô song 1 này thì nó khá là ảm đạm, cũng như là nó khá là đơn giản. Đấy thì tất nhiên rồi, vô song 2 mà. À, đặc điểm của bé này là đội một cái nón hình con hổ hay sao ấy ở trên đầu. Để mình làm coi à. Đấy, khá là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn đấy. Và hình như là chúng ta sẽ có một cái, khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ có một cái ảnh khung nền đại diện của vô song khung avatar đấy. Đấy, bé này mình có rồi này, bé thứ hai 368 xu, cũng khá là mắc. Mình thì mình không có nhu cầu mua do là mình sử dụng skin DIY rồi, nên là mình cũng không mua làm gì. Với lại số xu của hiện tại thì mình cũng sẽ chỉ chia sẻ đến cho những bạn mà trúng xu ở trong cái map đào cốt thôi. Còn cái skin này hình như là cũng mới ra đúng không? Bully skin này hình như là cũng ra trước một lần. Uầy, công nghệ các bạn đẹp thế nhở, nhìn khá là đẹp đấy các bạn, rất là đẹp luôn. 298 xu. À, skin này cũng ra luôn này. Skin này tên là gì ta? Nightin. Ồ, skin này mình cũng đã chia sẻ và giới thiệu các bạn ở phiên bản Trung Quốc rồi. Nhìn chung là những cái skin này thì nếu như mà các bạn nào coi mình thường xuyên thì các bạn cũng sẽ biết được là những cái skin này mình cũng đã chia sẻ từ rất là lâu rồi. Thì đến bây giờ thì Việt Nam mình mới xuất hiện ha. Đây cũng là một loại skin khá là dễ thương. Có vẻ như là cái tông ở thời điểm hiện tại thì kiểu như là cái quả mái nó, cái đầu nó khá là to các bạn. Đầu nó bự hơn bình thường luôn đấy. Này, à không, hình như là xưa giờ đầu vẫn bự rồi, nhưng mà nhìn kiểu cái màu nó sáng hơn đấy. Những skin mới gần đây thì tông màu khá là sáng, rất là đẹp. Cái đồng xu ở đằng sau nữa. Và có lẽ là mình sẽ xin dừng clip tại đây ha. Thì đây là những cái con map mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cho bạn nào mà khó khăn trong cái việc đi tìm kiếm địa hình mới ha, thì có thể sử dụng những con mã này để tham khảo, giống như kiểu là các bạn có thể đi kiếm nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn, đỡ mất công là phải đi xa các thứ xứ để tìm ha. Và mình sẽ xin dừng tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.